mắt Phùng Ngọc Huy đang ôn bài hát trước khi ra show. Không, không phải bài hát, tại bài này hay quá. Ủa có hát bài này không? Không, em thấy này hay, em đập hát thôi, mới hát lần đầu tiên á. Ôi, phong cách rất là modern thời bây giờ nha, quần rộng nha. Giờ modern là phải mặc rộng, thiệt rộng vậy đó hả? Anh dành cả tiếng vang, nhưng em phải lòng yêu anh. Sao gặp anh em phải tỏ ra ngần ngại. Ủa còn ai nữa vậy? Anh lùi lại một bước một yếu, ngẩn ngơ nhìn người em thương. Hợp thành đôi yên ương. Nhanh Hiếu ơi. Trên đường. Đây là hello cả nhà. Bây giờ là Thúy Nga với Phùng Ngọc Huy, với là mọi người đang chuẩn bị đi ra ngoài show. Một số anh em ra trước rồi. Bây giờ là Nga với Phùng Ngọc Huy với Minh Hiếu sẽ đi nha. Đẹp nè, đó. Ủa, nữ ca sĩ Minh Hiếu. Giờ là mới là ra gái xinh rồi đó. Chắc là okay. Giờ là hot girl đó. Bữa giờ là hot ấy không à. Bữa giờ là Minh Héo. Cả nhà ơi, hôm nay là đêm diễn gây quỹ cho ca Sim. Cũng mong là ca Sim cũng được nhiều khán giả và bạn bè ủng hộ. Hôm nay diễn ngày thường nữa chứ không biết có khách không. Đông phải đi. Đông hả? Đông, thấy phu xe chưa? Ủa vậy hả? Hơi bị đông nha bà con. Ủa chương trình là không có bán vé mà. Đông quá mà không biết tình hình sao. Hỏi em hả? Vé được thôi.
quý vị ơi, quý vị thương xin người đó biết nghe cứ ngồi hết anh thấy rồi hết đây rất là đẹp. Cảm xúc rất là nhiều. Em sẽ đưa đến hơn. Chụp một giờ đẹp hơn. Đó, đó. Ok. Rồi, hai mẹ con nè. Bên ngoài luôn. Đây, 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 đây. Đó. Đây, hai mẹ con nè. Ok, đó. Ok. Đó, đi con. Cái đồ hai rồi đâu. Đó, đi con. Rồi, cả nhà ơi, bây giờ chúng ta cùng uống rượu bia nha.
nước ngọt nước suối tương lương nha. Một hai ba yeah. Nhỏ quá. Một hai ba yeah. Là một sáng tác của Noi đúng tên là Quê Tới Luôn. Đây là nhãn quả nha. Oh,
Xin mời cô lên đây. Và bây giờ lúc này là lúc Kasim và cô sẽ thấy được tình yêu thương của tất cả mọi người đã dành cho cô và Kasim. Chúng ta sẽ không bao giờ rời bỏ nhau và chúng ta sẽ luôn luôn, cho dù rất là mọi chặng đường thì chỉ có cô và Kasim mới là người thấu hiểu nhiều nhất. Nhưng mà con xin mời cô gửi lời chào với khán giả. Dạ thưa quý vị, mẹ của anh Kasim. Dạ. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là lời chào đầu tiên đã chào xong rồi. Nhưng mà bây giờ thật sự là rất là choáng ngợp trong nghề biểu diễn của Phương cho tới Kasim. Chưa bao giờ thấy một cái bậc kim đông tên. Cô nghe thấy không ạ? Các anh, các chị và cộng đồng yêu sinh quá tuyệt vời. Không thể bằng từ nào hơn tuyệt vời. Đoàn kết thương yêu. Các doanh nhân. Các văn nghệ sĩ từ các tiêu bác. Yêu sinh là như thế đấy cô ạ. Yêu sinh là ấm áp như vậy đó phải không quý vị? Yêu sinh là luôn luôn có một trái tim thật lớn như thế. Mặc dù yêu sinh cũng là nơi phải trải qua những cơn bão, nhưng mà nhân dân cũng đã mạnh mẽ và vượt qua. Và tất cả con người chúng ta đến với nhau, chúng ta không có quyền chọn nơi để sinh ra, nhưng chúng ta có quyền chọn nơi để sống, phải không quý vị? Và đây chính là một nơi đất lành và nơi để những trái tim yêu thương trao ra. Và tất cả chúng tôi xin cảm tạ tấm lòng của tất cả mọi người rất nhiều. Không phải chị em nghệ sĩ biết ơn không, mà tất cả những người ở phương xa đang nhìn về khán phòng ngày hôm nay, họ đang được xem livestream và họ thấy rằng là tất cả khán giả Hương Sơn chúng ta đã làm những điều rất tuyệt vời. Và bây giờ chỉ cần người hành động nữa thôi. Xin mời anh Nhân. Dạ, mời anh. Cảm ơn Nhung rất là nhiều. Cũng trong cái chương trình này khi mà nhận được biết chương trình làm cho ca sĩ Hoàng Vũ, thì một người bạn rất thân của Tú Hiền từ anh bà đã gửi chai rượu này. Nhưng mà cho phép Nhân cầm khép lại cái chuyện chính trị qua một bên nha. Có đây mình vui lên trên hết, vì cái chai rượu này nó mang một cái tên rất là đặc biệt, đó là Trump. Và vì nó mang tên của Trump, có thể đây là một vị tổng thống kế tiếp, có thể không, mình gác lại chuyện chính trị này. Nhưng nếu ai yêu Trump thì Nhân Trần Quyên nên có một chai rượu Trump ở trong nhà. Và chai này quý vị có thể lên Google là $800. Và bảo đảm một điều rằng rất hiếm bây giờ, rất là khó. Và Nhân Trần đã mới lên Google trước khi lên đây thì thông báo thông tin này. Cho nên cho phép Nhân Trần kêu chai này là 1.000 được không ạ? Để đấu giá. Và nếu ai có căng thức, dạ kéo chút xíu lên nhà. Ít quá. Nếu mà nói về tình yêu thương là tình yêu thương, bây giờ chúng ta gạt tất cả những chuyện chính trị chúng tôi nói. Tình yêu, nếu mà nói về tình yêu thương thì đây chỉ là một cái vật phẩm để tượng trưng thôi. Nhưng mà cái trái tim mà đủ mạnh thường quân mà có được cái sản phẩm này á, cái vật phẩm này mới là cái điều lớn lao nhất. Và chúng ta đã vượt qua được tất cả mọi không gian của chính trị, của văn hóa, của tất cả mọi điều. Đó chính là tình yêu thương thật lớn. Quý vị có đồng ý không ạ? Cho 1.000 thì là nhẹ quá à. Bây giờ mình lên đi anh ơi. Dạ. Ok, bây giờ 1.500 đây, 1.500. Hãy quý vị, 2.000 đây. 2.000 bên đây. Dạ, đây là ai khác, anh Liên Nguyễn là nói xem. Đây là chai rượu duy nhất của con cái rồi. Đúng rồi, đây là trên này đã bán 1.000 đô rồi anh ơi. Mà anh nói 800, người ta đỗ 100. Dạ, 1.000 đô rồi, bây giờ 2.000 cho anh Quý Ngọc. Quý vị ơi, các tình yêu yêu sơn ơi. Thì đã hơn không ạ? Hơn 2.000 đô. Dạ. Đại bao nhiêu? Dạ 5.000 hả? Yeah. Giờ số 5 đâu biết đâu. Bao nhiêu ạ? À? 2.500. 2.500 ạ? Đã kêu 2.000 rồi. Sẽ có một phép màu trong đêm nay. Dạ. Sẽ có một phép màu trong đêm nay. Nhưng tin là bao nhiêu? Đại Cà Phê ơi, Ocean Cà Phê ơi, bây giờ dân cánh tay 2.500 được không Đại ơi? Đại 2.500 được không? Đại đúng rồi, dân cánh tay 2.500 được không? Dơ đúng không? Dơ tay cao tôi điện thấy nè. Ai 2.500 cả nhà ơi? Thôi đi sao? Ok, có ai dơ cánh tay không? Mẹ thôi nếu có tay. Dơ cánh tay chưa thấy nha. 2.500. 2.500 mới thôi điện nè. Bây giờ có một người chị của Nguyễn Hồng Nhung, thưa quý vị, xin mời quý vị đến với một người mà Nhung muốn chị xuất hiện trên sân khấu này, bởi vì không thể nào thiếu tình yêu thương. Một người nghệ sĩ mà Nhung phải nói là Nhung thần tượng và Nhung cũng yêu thương chị ấy rất nhiều, bởi vì chị ấy là một người dìu dắt tất cả anh chị em nghệ sĩ trong gia đình nghệ sĩ tâm linh của Nguyễn Hồng Nhung.
trong suốt 16 năm qua với nhau, đó là nữ ca sĩ Chiêu Thiên Phương Chi. Người đã bỏ rất nhiều tình yêu thương và giúp đỡ rất nhiều từ những các cái hành động đối với những nghệ sĩ như thế, và ai cũng phải trân chờ vào chị ấy để mà hướng dẫn vào cái cuộc ngày hôm nay. Cũng là do chị Chi Di đã hướng dẫn tất cả mọi điều cùng với anh Tuấn Hiền. Dạ, đây chị Chi Di đang đón nhận mẹ của anh ca sĩ Lưu Hiền một trong anh ca và chị của ông Chi Di Phương Chi. Quý vị có biết mẹ của ca sĩ là một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà chị đã bỏ nghe được cái nghề nghiệp của mình, hy sinh bỏ nghề, hy sinh cái hạnh phúc của mình để lo cho ca sĩ. Và mẹ của sĩ không mong muốn gì hơn là em phải giữ gìn sức khỏe, thì em phải có sức khỏe thì em mới có thể mà điều trị. Và có biết không, đáng lẽ ngày hôm nay ca sĩ phải vào viện để mà phải nhập viện rồi, mà hiện giờ thì em đang rất là đau đớn, và trong xe đã để sẵn cái mềm ở trong đó để nếu sau show này mà em đau quá thì phải đi thẳng vào emergency. Nhưng mà vì tình yêu thương của mình, ca sĩ vẫn đến đây và ngồi đến giờ này để mà bảo lòng biết ơn của ca sĩ đến với tất cả quý vị cũng như là các anh chị em nghệ sĩ đã đến đây với ca sĩ. Thì cái lần sau đây em xin mời chị nói với ca sĩ, bởi vì em nghĩ khi mà chị nói cái lời của người mẹ nó sẽ làm tới trái tim của người con hơn là em nói. Em xin mời chị. Kính thưa quý vị, kính thưa quý ông quý bà, kính thưa các anh các chị, các anh chị em đồng nghiệp, tôi muốn nói về câu chuyện tại sao tôi giải nghệ. Năm 1990, đó là thế hệ của chúng tôi và chuyên gia chương trình. Tôi có được lời mời đi qua hát tại Hồng Kông vì tôi là dân học đi xe Pascal từ bé, cho nên là tôi đi hát nhạc ngoại. Cuộc sống bên đó làm rất là khó được tiền, nhưng sau một cái tai nạn xảy ra rất là nghiêm trọng, có thể mất đi. Trời đã cứu tôi sống để tôi được những ngày hôm nay để biết ơn quý vị. Thì trái tim của người mẹ tôi ở Việt Nam, ở Đà Nẵng, linh cảm gì đó, mẹ bảo tại sao không nghe con gọi gì. Nhưng lúc đó là vợ tôi bị thở bốc, họ cướp và 10 ngón tay của họ nó làm mũ. Tôi cảm thấy 8 tiếng không thở và tôi ngã xỉu tại đường. Cũng là một người Việt Nam nghèo, tôi đi lang thang ở ngoài đường, máu me đầy người, không ai dừng lại để đón tôi. Chỉ có một bác taxi bên đường là một Việt Kiều tại Campuchia. Tôi nói con là người con phải mang, con vừa đi làm về, con bị cướp hết rồi, xin chở em cho con về cái địa chỉ đó, con nói người nhà tìm. Và bác không lấy một đồng nào hết. Từ đó con phát nguyện tấm lòng, khi con làm có đồng tiền, con sẽ nghĩ đến cộng đồng để giúp trả ơn những ân tình. Và sau này tôi ca sĩ cũng vậy. Thì mẹ cái Phương nó gọi, con ơi, nó linh cảm có chuyện gì tối nay, tại sao con trả lời điện thoại? Tôi mới nói thật, mẹ tôi như con phán cái bức thư một câu thôi, và câu này má tôi muốn truyền lại cho con. Mẹ bảo con và ba xin chia tay, bây giờ xin chỉ có mình con thôi. Má cũng không cần tôi làm nhiều tiền nổi tiếng làm gì, Phương hãy trở về. Xin cần có mẹ, con phải nuôi con. Xin cần có mẹ, ba mẹ cần con phải lo cho cha mẹ khi tuổi già sức yếu. Ai lo cho Xin, ai lo cho cha mẹ đây? Và tôi vào trong phòng tâm tự cắt tóc tế như đàn ông, quyết tâm quỳ xuống để lại tổ nghiệp, xin cho con được giải nghệ, con trở về làm kinh tế để nuôi con, để lo cho cha mẹ. Thì ngày hôm nay tôi muốn nói với Xin rằng, con ơi, con phải khỏe. Nếu con không khỏe, cuộc đời này không có nghĩa lý gì. Và ai sẽ người lo cho má tuổi già? Mong con phải khỏe.
có sức khỏe và có tất cả. Con ơi, hạnh phúc những phút này bao nhiêu người nghệ sĩ có được hôm nay, con phải khỏe bằng mọi giá. Xin anh che lại giúp cho chúng tôi, xin anh che lại giúp cả cuộc đời mẹ con tôi. Tôi sống hiếu thảo với cha mẹ, con tôi là một người con hiếu thảo. Con cầu xin Tam Bảo, con cầu xin anh chị, con cầu xin anh tất cả. Hãy mở tâm lòng, hãy vui giúp. Con xin cảm ơn anh chị. Con cảm ơn. Dạ, đó là những lời chia sẻ của mọi người. Em nghe sớm nhất của sớm khi thấy ca sĩ như thế này. Chính chúng tôi là người em vừa qua một cái khó khăn này, vì chị sẽ luôn bên em và khán giả sẽ luôn bên em đem đến những sức khỏe và những lời mẹ của mình nói đem ra. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe những lời vừa rồi. Thưa quý vị, rất là và bây giờ chúng ta quay trở lại đi ạ. Xin thưa quý vị, mẹ của Siêu làm cho anh em ca sĩ đều khóc đó. Với Hồng Nhung khóc nè, Duy Di khóc nè. Duy Di mà khóc rồi thì không thể nào quậy được quý vị ơi. Bây giờ tôi đến chai rượu này nha. Có ai hơn 2.500 không thì anh John đi làm sẽ là người sở hữu chai rượu này. 2.500 lần thứ nhất cả nhà ơi. 2.500 lần thứ hai. Dạ. Không có, chắc anh là người may mắn. 2.500 lần thứ ba. Thank you, một trong những người ăn lúc nào cũng hỗ trợ cho anh em nghệ sĩ. Yeah, cảm ơn anh rất nhiều. Ok, và bây giờ để không có thời gian, chúng ta sổ số luôn nha. Ok, em cầm chai rượu và xoa lên đây. Ai là người lắc, anh cho đi lắc. Bốc dùm em một vé luôn nha. Ok, rồi, chúng ta bây giờ sổ số chúng ta rượu và xoa nè. Bốn con số cuối, Thúy Nga ơi. Thúy Nga đọc được tới hình nào. Bốn con số cuối. Lâu quá, cầm ai cầm sáng sáng cho em. Đặt tối mình đơn đi, chung à, cái con số số này á, bốn con số cuối á, mọi người đoán được không? Cho em là em đặt, mọi người cố gắng lắng nghe nha. Cái số đầu tiên á là 2, 3 bữa, tém 1 bữa. Nói cho phải nghe ông bà ơi, để em đọc lại. Cái số là số 4, 5 số bữa, không tém, không tém. Trời ơi, có nghe cái đó. Cứ thế thôi mà hỏi nhà hàng là ông cứ hỏi nhà ấy.
sau khi mà mấy anh em đăng nhạc làm cái sân khấu xong thì là Nga với lại mọi người mới đi qua cái nhà hàng của anh Kasim. Thật sự là một cái điều mà làm Nga rất là xúc động là anh Kasim ảnh đang bệnh rất là nặng, quý vị ơi, mà ảnh sắp phải mổ lần hai, mà Nga vô Nga nhìn một cái cảnh tượng là ảnh đang đứng bếp ảnh nấu ăn mà cái cơ thể ảnh không được khỏe mà ảnh vẫn rất là nỗ lực và rất là chịu khó, thì đó là một cái hình ảnh mà mình thấy là mình rất là xúc động. Thì lúc chiều Nga có đến ăn, lúc đó cũng ăn nó cũng hơi xế xế nhiều nên là cũng chưa ai đói thì cũng ăn vài món ăn thôi, mà Nga rất là phục là Kasim vẫn nỗ lực và làm mọi việc chứ không có ngồi không hay là lên la đau đớn. Tại vì cái hoàn cảnh của Kasim bây giờ là đã phải cắt cái hàm rồi không nói được nữa. Thì hồi chiều Nga có ghé đến và cái bữa ăn cũng không có bao nhiêu, nhưng mà Nga có gửi tặng cho anh Kasim 1.000 đô. Cũng mong là với một cái tấm lòng nhỏ của Thúy Nga thì cũng giúp đỡ được cho anh Kasim một cái điều gì đó trong tương lai. Có donate 1.200 cho 3 vé, mỗi vé là 400, trong đó có phần của Chu Di là 400. Thì Chu Di cũng xin gửi cái tiền đó và cộng 100 đó là 500 để gửi cho Kasim. Chu Di không lợi cái tiền vé ở đây đó và chỉ mong là em thật nhiều sức khỏe để vượt qua những gì mà trước mắt em phải chống chọi. Chị thương em rất là nhiều. We love you Kasim. Mong Kasim luôn luôn khỏe mạnh và bình an nha. Rất là thương, rất là thương. Đây là khi mà trở lại sân khấu và hát những bài nhạc rock cho quý vị nghe nha. Dạ, chúng ta xin cảm ơn. Bây giờ nhường sân khấu này cho chị Di, chị Chi Di Phương Trinh bùng nổ nha cả nhà. Cả nhà cho chị Chi Di vô trang pháp ơi. Rồi, đầu tiên làm MC đã khó rồi. Xin mời quý vị ra sàn nhảy để chúng ta vậy tiếp tục.
Dương và chàng tay ạ. Đại Dương đang đứng ở đâu ạ? Đứng dậy cho anh thấy không? Yes. Và đặc biệt lần sau có buổi từ thiện nào em có đồng ý cho anh ở nhà em nữa ơi. Rất là cảm ơn các khán giả đã tới đây ủng hộ đêm nay và đã âm thầm ủng hộ cho anh Ca Sim rất là nhiều, rất là nhiều. Cảm ơn tình cảm thân thương của tất cả khán giả ở tại Houston và một số anh chị em ở Cali cũng gửi tiền cho chị Chi Di Phương Trinh, cũng nghe nó cũng là gửi cho Tuấn Hiền đó hả? Tuấn Hiền là được 4.000 mấy, chị Chi Di là được 9.000. Nói chung là em rất là mừng khi mà Ca Sim, thật ra là Ca Sim cuộc sống bây giờ rất là khó khăn á, chứ không phải là đơn giản đâu quý vị. Dạ. Anh Huy nói đi Huy. Khoan, em đáp lời với Thiên Nga nè. Không phải đông ca sĩ lắm nha, Y Lan là gửi 500, Ngọc Quyền, Diễm Liên rất là đông anh em nghệ sĩ góp mặt, không dù không có mặt trong đêm nay nhưng mà đã âm thầm gửi tiền cho Tuấn Hiền và Tuấn Hiền có đăng trên Facebook của ca sĩ Tuấn Hiền và đặc biệt được ca sĩ Truy Di cũng đăng trên Facebook của Truy Di. Mong quý vị chia sẻ lại để kê khai mình làm những cái gì mà có thể nhất là làm cho anh em nghệ sĩ của chúng tôi. 2, 3, phát biểu. Những gì muốn nói Thiên Nga, Tuấn Hiền cũng có hết trơn. Nên bây giờ chỉ có nói câu thôi, tất cả tấm lòng anh em nghệ sĩ, thay mặt anh em nghệ sĩ cảm ơn quý vị khán giả thật nhiều và thật nhiều. Ca Sim, cố lên! Oh yeah! I love you, Ca Sim. I love you, Ca Sim. Bà quá buồn lắm, một chiều lắm. Thấy ông bước nấu ăn, một chủ khách mà trong rớt, mắt giọng ổng luôn quá trời. Mà không ra quay, nó mắc cỡ. Không có khóc, nói chuyện không có khóc. Ok thôi, cho Thiên Nga vô thì nó đứng đây để nói cho tới sáng rồi thôi ha. Xin cảm ơn chị Thiên Nga và anh của em Chu Chỉ Nhượng. Dạ, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Dù gì đi chăng nữa thì tiếng cười cũng không thể nào thiếu được. Dạ, dạ, dạ. Dạ, em xin lời cuối cho mẹ Ca Sim nói một đôi lời nữa. Dạ, cô nói điều gì đi cô? Sự hai cái từ tuyệt vời và biết ơn, không biết còn cái từ gì để nói lên tấm lòng quý giá của việc dành cho mẹ con, đã dành cho Ca Sim. Ca Sim khó khăn không phải trong hoàn cảnh, nó bảo rằng người nghệ sĩ làm 20 năm không có cái gì là không biết, có những cái tài sản là tên của Ca Sim, những nhà cửa tên của Ca Sim và tên của Ca Sim và mẹ. Nhưng Ca Sim đang điều trị ở đây thì Ca Sim không thể về Việt Nam để ký giấy tờ ủy quyền hay, cho nên không phải là cái xe hơi để mà bán được. Cái nhà thì có xin về giấy tờ từ nhà ra mới được, cho nên đó là cái ông bà mình thường dạy giúp được giúp cái nghèo, sẽ giúp cái nghèo. Thành qua đây để mới thấy được là cái tình nghệ sĩ nó lớn như thế nào, cái tấm lòng của những người bà con cộng đồng Houston, bà con cộng đồng ở các nơi và các bầu show, các anh nghệ sĩ từ các quận huyện, các tiểu bang. Dạ, vâng, và tình cảm rất đáng trân quý và một tràng pháo tay thưa tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Và sau đây chúng ta sẽ không chậm lắng nữa, chúng ta sẽ dùng âm nhạc xóa tan đi không khí buồn ngày hôm nay. Dạ. Trước khi xóa tan bài không khí chậm lắng thì em xin đăng ký một cái tiết mục rất là vui. Đầu tiên sẽ được kéo dài cho tới sáng. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Rồi, nhanh đi em, lẹ đi em. Dạ. Yeah. Nó hơi bị trì rồi em. Xin cảm ơn Jam Kitchen đã donate 600 đô. Dạ. Yeah. Yeah. Ca sĩ Thanh Siêu Hoàng Vũ. Bên chị em rất là nôn được nói cái này. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Em sẽ đọc được nhiều cái phong bì như thế này nữa. Dạ, yeah. Và bây giờ thì sự xuất hiện rất là đặc biệt trên sân khấu là đến từ ban nhạc CBC và cô Phương là mẹ của anh Ca Sim. Đây là một vinh dự lớn. Ban nhạc CBC là một trong những tượng đài trong nền âm nhạc Việt Nam. Từ khi Bích Phương còn học cấp 2 ở Lycée Pascal, rất là mê mẩn ban nhạc này và xin biết mẹ rất là thần tượng. Ngày sinh đi qua Mỹ lần đầu tiên, xin nhắn về với má: má ơi, con rất là vinh dự được hát với ban nhạc CBC. Và điều cảm động tối hôm nay là anh chị cũng không chưa biết luôn đi tìm Ca Sim, sau khi biết nghe là nên mẹ Ca Sim cầm
điều vinh dự, không dễ gì mua được, không thể nào mua được. Một trong những tiền bối, một trong những tượng đài của âm nhạc Việt Nam, bàn tay vàng đã chuẩn bị. Tất cả chi si phương tinh, Thúy Nga, Văn Nguyên, tất cả anh chị em bầu xô và văn nghệ sĩ, ca sĩ các nơi, một lần nữa xin gửi đến ghi tạc tấm lòng tư chính con xin mang là an tình này. Cô ơi, bây giờ cô đứng lại về cho cháu xin phép hỏi nha. Thế rồi cô biết đâu bố mẹ cùng với gia đình thì nhờ đến để mà đại diện cho gia đình thay mặt chúc anh Khai Xuyên càng ngày càng khỏe mạnh lên, cố lên nha anh, we love you. Tối nay rất là tuyệt vời. Và câu hỏi con là cô có đứng ở lại nhảy với con với mẹ không hay là cô xuống sang nhảy vậy? Con chưa muốn biết điều đó thôi. Cô có nhảy hay không? Nè, yeah. Con nhảy cho vui lên, anh Khai Xuyên cũng vui lên nha. Bây giờ con nhảy thế cho anh Khai Xuyên nha. Yeah. Ok, how about a little self-control? Let's do it. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mẽ để chống chọi lại và vượt qua những cái bệnh tật khó khăn hiện tại cô nha. Cô dạ. Cô nghĩ là rất là nhiều. Ngày xưa chúng ta đi học trong một cái khăn là kép tim bèn không ạ? Mọi người có nghe con chuyện kép tim bèn mình đã học ở trường không ạ? Nếu cô nhìn, cô ơi, bước ra sân khấu với nụ cười như một lời cảm ơn, như một lời chúc ơn. Và bây giờ một bài hát nữa quý vị có muốn nghe không? Okay. Once again, thanks a lot, Houston. We love you so much. We so appreciate you so much. Cô ơi con đồ quá. Nhớ xin cảm ơn của con gửi tặng quà cho anh nhà
vâng chị. Cắt đôi lối sầu, ấy hôm nay cắt đôi lối sầu. Anh chắc đi cả một mình, anh mang theo anh mấy mái lầu. Nói đầu đã cạn, cơn mưa trong tim cũng đã tàn. Anh bán đi mọi nỗi buồn để cho con mắt tin ra, trong cuộc tình không bên. Coi như là làm cho mọi người choáng ngợp với cái trình diễn rất là hay ha. Thế nhưng mà là ca sim là giống mẹ đó. Ca sim có bị mệt không? Mệt hả? Nga mới nói chương trình cắt đi đó để cho ca sim về, chứ cái gì mà cứ ầm ĩ hoài sao ta chịu nổi. Nói chung là DJ tới sáng. Bây giờ ca sim có đi với mọi người không? Đi ăn tối chắc về phải không? Mới nãy đó mẹ đang giữa chương trình, mẹ nháo nhà, mẹ hỏi mọi người thấy ca sim không, ca sim đi đâu. Mẹ là mẹ sợ ca sim mệt, ca sim đi đâu, tìm quán đi vô chổng không. Nay là rất là cảm ơn khán giả đã đến ủng hộ và thương ca sim, và một điều đặc biệt là mọi người rất là surprise với mẹ ca sim hát quá hay luôn. Hay không chừng show này xong mẹ có show đi hát kiếm tiền và nuôi ca sim nha. Như là cái ngữ hôm nay được cấp cứu. Ai? Sáng mai đi cấp cứu luôn. Sáng mai. Ủa sáng mai đi cấp cứu hả? Ô mẹ em. Dạ. Đau quá hả? Dạ nha. Thương quá hả? Mẹ nói hôm nay lý ra là đi rồi đó, mà tại vì ca sim ráng làm chương trình đó. Rồi sáng mai là mình tự vô bệnh viện hay sao ca sim? Dạ. Ôi, cứ thường. Nga ơi, hôm nay là chương trình rất là cảm ơn các khán giả ở Houston đã tới ủng hộ ca sim, và những anh chị em nghệ sĩ gần xa cũng gửi tiền ủng hộ cho ca sim nha mọi người. Và ca sim thì bây giờ là sức khỏe đang rất là yếu, sáng mai ca sim phải đi vô trong bệnh viện cấp cứu tại vì mệt đau nhất mấy ngày nay chịu nổi rồi, mà ngày hôm nay là cố gắng để mà đến với cái show này. Ngày mai ca sim phải đi vô bệnh viện mọi người, mổ lần thứ hai rồi đó. Còn cái chi phí mổ ở đây rất là cao. Nghe mới hỏi ca sim thì mới biết là ca sim là hiện tại có một cái bảo hiểm, chứ không có xin Medicare của chính phủ mọi người. Nên là cái tiền viện phí ca sim phải chịu 40%, có nghĩa là rất là nhiều tiền luôn. Đó, Nga phải chia sẻ cho mọi người hiểu là có những người ta nghèo thì ở đây sẽ được chính phủ hỗ trợ, nhưng mà ca sim là cũng cái người mà có thu nhập và cũng có cái nhà ở đây không ca sim. Nên là ca sim là chỉ có là cái tiền bảo hiểm sức khỏe, và bây giờ là với cái bệnh tình của ca sim là ca sim phải trả viện phí 40% là nhiều lắm. Em biết cái bệnh anh mổ là không có phải cỡ bạc triệu nữa. Lần đầu tiên 600.000. Wow, là anh trả 40%. Lần thứ hai là giờ chưa biết. Lần đầu tiên là ca sim là 600.000 mà phải trả 40% đó quý vị.
nên biết bên này chẳng thà nghèo hẳn thì là chính phủ họ cũng lo, nhưng mà làm việc mà giống như là có cái income nè, có cái tiền đô là có tài sản nữa là mình phải mua bảo hiểm chứ không được chính phủ hỗ trợ, nên là Nga biết là Kasim giờ rất là khó khăn, mà bị cái là Kasim không có than vãn, mọi người cũng phải qua người này người kia kể thì mới biết cái hoàn cảnh của Kasim. Hôm nay rất là cảm ơn các anh chị cô chú khán giả Houston đã đến ủng hộ chương trình, và rất là vui khi là mẹ Kasim làm cho một cái sân khấu rất là nóng và mẹ diễn rất là hay, mẹ hát rất là hay. Dạ em thấy nha. Dạ chúc nha anh. Rồi cảm ơn Kasim rất là nhiều nha. Rồi bây giờ đưa Kasim ra để Kasim về. Là Kasim tự lái xe luôn hả? Wow. Chụp đi. Con chụp đi. Dạ con cho con bé này biết. Xin mệt quá rồi. Xin mệt quá rồi. Cô hôm nay cô làm là mọi người bất ngờ về cô lắm luôn. Cô hát hay quá. Xuất sắc luôn. Quá tuyệt. Bây giờ mà còn như vậy hồi bao nhiêu năm về xưa là 30-40 năm về trước. Tới tuổi này mà giờ còn máu lửa ha. Máu quá là máu. Trời dưới khán giả mà tưng bừng luôn á, thích lắm. Con nổi da gà luôn á. Cô xin phép rồi, quốc cho mấy bài quốc tế rồi, hết sợ. Một lần nữa rất là cảm ơn Nga. Bye bye. Gửi lời cảm ơn đến cộng đồng Houston. Dạ. Đến các khán giả, các anh chị em đặc biệt của các thế hệ từ các tiểu bang về đây. Cảm ơn tấm lòng của tất cả các khán giả yêu mến xin, và đặc biệt là cảm ơn báo chí truyền thông trong nước đã đưa tin và đã lo lắng cho Sim. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi mới nãy con đang lo, con nói ủa sao không thấy khán giả cho tiền gì ca Sim, mà cuối cùng xuống cái mấy người mới nói là cho dưới hậu trường nhiều lắm. Cứ nhét con... vô tay cô vậy đó, bên dạ. Nhạc CBC này kia dạ. Nhét vô, cảm ơn rất ủa, là nhiều. Con nghe nói ca Sim mỗi lần đầu hết 600 ngàn mà chi phí tự lo là 40% đó. Chi phí Việt Nam á. Con cứ xin phép mai gặp con nha. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn sức khỏe nha. Nhất là em đó, rồi mau chóng bình phục nha. Rồi cảm ơn. Cảm ơn Nga. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn tất cả các anh chị em. À, cảm ơn tấm lòng dạ hết sức khỏe dạ không tụi con là hả từ nào hơn nữa dạ chỉ muốn làm sao giúp cho Kasim một cái điều tốt nhất và mong cho ảnh khỏe mạnh trở lại, bình an trở lại. Cảm ơn tấm lòng rất là dạ. Cô Kasim ra xe kìa, cô đi nha. Mà cô biết lái xe chưa? Không, Sim lái. Sim lái hả? Tụi con đi bằng gì vậy? Dạ tụi con có xe. Để xin về xin giấy, có giấy tờ. Chứ dạ. Nếu cô xin không ký thì cô không bán được cái gì hết. Dạ. Thì cô để nói cho cộng đồng ta hiểu cái tại sao có nhà cửa này kia mà tới hậu khó khăn, nhờ để cho hiểu rằng là giúp ngặt mai giúp nghèo thì hoàn cảnh xin dạ. Cấp cứu đột xuất. Mà con cho nghe nói anh Kasim phải lo 40% viện phí rồi, cho nặng đó con. Chứ còn tiền rent tiền đồ cô mang qua, cô bảo xin là yên tâm, con cứ nghĩ ngơ. Dạ. Thì Nga cứ khuyên là Sim phải cố gắng giữ sức khỏe là trên hết. Dạ. Nha. Dạ. Thôi một lần nữa cảm ơn. Dạ Nga. dạ thôi cô đừng có làm gì con ngại đồng. Lắm. Con chỉ làm sao không biết làm cái gì để nói lên hết. Dạ. Kasim ơi, anh về mai đi bệnh viện tinh thần vui vẻ nha. Đừng có lo nha. Có chuyện gì tụi em sẽ tìm cách để giúp đỡ cho anh nha. Em hy vọng là những cái vlog của em á, cộng đồng họ sẽ tới quán họ ủng hộ cho anh. Cái chi phí viện phí anh cao lắm, em biết mà, bên này mổ là quá nhưng... mà trong làm sao để có lịch để cho Sim mổ cho Sim bớt đâu. Đây chụp với Thúy Nga liền. Trời ơi, không đứng không chờ tôi kìa, thấy thương không? Dạ em đồng nghiệp hết nha. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn nhiều. Dạ bye cô.